Xin chào mọi người. Hôm nay bên nhà vườn Đạt Nhung quay cho mọi người một cái lô cây. Cây này rất là đặc biệt bởi vì rất nhiều người tìm mua mà giờ không được. Mình cũng đã cố gắng rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay mình chính thức là nhập thành công nó. Đây là cây xoài đỏ mặt trời của Nhật Bản các bạn nhé. Giống xoài đỏ mặt trời. Thật sự là khi nhận cái cây về mình thấy cái lá nó khác hẳn so với các cái loại xoài của trong nước mình. Lá rất là phẳng, dài lá, hẹp lá ngang. Cây đẹp. Cây của nhà vườn Đạt Nhung nhập về này, cao trung bình tầm khoảng 70 cm. Có 2 đợt lộc rồi. Nó là cây ghép. Đây, mắt ghép nó từ đây ạ. Cây nhập về nên là bên kia người ta phải bỏ bớt cái phần đất ở trong bầu đi. Và giờ mình sẽ tháo nó ra để vào bầu dưỡng lại thêm. Chắc là sẽ vào một cái chậu đỏ to để dưỡng cây cho nó bền hơn. Xoài đỏ mặt trời là một loại cây mà cho trái ăn rất là ngon. Có thể giá của quả xoài đỏ mặt trời vào chính vụ của Nhật Bản nó có thể lên đến 800 đến 1 triệu một trái hoặc cao hơn. Chắc là các bạn tham khảo cũng biết rồi. Cũng nhiều lần nhập về nhưng mà chưa lần nào nhập được. Và có những lần nhập như nhập qua một số đối tác ở trong nước thì đã bị sai giống. Thì mình không dám nhập ở trong nước và cũng những đối tác không tin tưởng, không dám đặt hàng. Mình là người bán hàng nhưng mình cũng là người có mua hàng vào. Đây ví dụ của nước ngoài này thì mình làm gì có đâu mà sản xuất. Hôm nay thì nhà vườn Đạt Nhung đã nhập được về cái lô xoài đỏ mặt trời như thế này. Cây này thì cao khoảng 60 cm. Cây xanh đẹp khỏe mạnh. Đóng thùng chuyển từ nước ngoài về các bạn nhé. Bảo hành cho các bạn đến khi nào ra hoa kết quả. Lưu ý là cây sẽ cho màu sắc và vị, mùi vị chuẩn nhất khi trồng trong nhà lưới, khi trồng trong nhà kính nhà lưới. Và đúng tiêu chuẩn nhiệt độ cũng như là điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của Nhật Bản. Tuy nhiên sang Việt Nam thì nguồn gen nó vẫn quy định đến cái tính trạng màu sắc và chất lượng. Các bạn hãy cứ trồng và cứ thưởng thức. Khi nó ra trái mình khẳng định là nó ngon hơn và chất lượng hơn tất cả các cây giống xoài ở trong nước của chúng ta. Vì cây này thì không phải quảng cáo nhiều đâu, mà các bạn cũng đã thấy ở trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các trang mạng đó, là người ta nói về rất là nhiều về cái cây này rồi. Nên là khi ăn thì chắc chắn là chúng ta ít nhất là cũng sẽ có những cái đối chứng. Đặc biệt các bạn mà có điều kiện thì chắc chắn là cũng đã mua ở các cái shop hoa quả nhập khẩu của cái quả xoài đỏ mặt trời này rồi, thì các bạn sẽ có sự so sánh nhất định xem là giống nó chuẩn như thế nào nhé. Nhà vườn Đạt Nhung, địa chỉ khu 31 ha phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Và mọi người cần mua cây xoài đỏ mặt trời hoặc bất cứ cây giống gì có thể liên hệ trực tiếp với nhà vườn mình để mua được giống chuẩn. Cảm ơn mọi người nhiều ạ.